Lễ khởi động tháng thanh niên năm 2024 gắn với hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, dịp xuân giáp thìn diễn ra sáng ngày 24 tháng 2 tại thôn Măng La, xã Ngọc Bay, thành phố Con Tum. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp. Tháng thanh niên là một trong những chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đây là dịp tập hợp đoàn kết thanh niên, qua đó tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thi đua, rèn luyện và trưởng thành hơn. Trong tháng thanh niên năm 2024, tỉnh đoàn Công Tum đề ra 15 chỉ tiêu cụ thể cần đạt được, như phấn đấu có khoảng 20.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn hội tổ chức, 5.500 lượt đoàn viên thanh thiếu niên được tư vấn, tuyển sinh, hướng nghiệp, khoảng 200 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp hỗ trợ mô hình cho hai thôn làng xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững dịp này tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị khánh thành công trình thanh niên đoạn đường thanh niên thắp sáng bàn giao công trình thanh niên hàng cây thanh niên hưởng ứng chương trình tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ năm 2024 và công trình đoạn đường thanh niên thắp sáng tại thôn Blacklet, xã Ngọc Bay thành phố Con Tum hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ, dịp xuân giáp thìn năm 2024. Đoàn viên thanh niên cùng tham gia trồng cây dọc khuôn viên chợ phiên ở xã Ngọc Bay, thành phố Con Tum.